Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nhật và Mỹ cùng lúc tấn công nền kinh tế của Trung Quốc. Trong lúc chính phủ Nhật Bản đã dành riêng gói hàng tỷ đô la trong một gói kích thích nền kinh tế lịch sử để khuyến khích các hãng xưởng của Nhật Bản rời khỏi Trung Quốc, thì bên kia Thái Bình Dương, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cùng nhiều cơ quan liên bang khác đang yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang, viết tắt là FCC, hủy giấy phép hoạt động của China Telecom tại Hoa Kỳ. Đây là một đòn giáng rất mạnh vào Bắc Kinh giữa lúc đại dịch đang diễn ra. Và 2,2 tỷ đô la là số tiền mà Nhật trích từ gói cứu trợ kinh tế cao kỷ lục của nước này để giúp cho các nhà sản xuất của Nhật Bản chuyển quy trình sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã phá vỡ chuỗi cung ứng của các đối tác thương mại lớn. Vì qua đại dịch này thì những nhà sản xuất tại Nhật Bản không thể cung ứng hàng hóa cho các nơi trên thế giới, vì Trung Quốc đã cấm toàn bộ các hoạt động và người dân cũng như những lao động ở đó không dám đến nhà máy để làm việc nữa. Và đây là hình ảnh một nhà máy sản xuất ô tô Honda tại Vũ Hán. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho hay, theo kế hoạch được đăng trực tuyến, 220 tỷ yên, tức là tương đương khoảng 2 tỷ đô la, sẽ được dùng để trợ giúp cho các công ty chuyển nhà máy sản xuất về Nhật Bản, và 23,5 tỷ yên để giúp các công ty muốn chuyển việc sản xuất sang nước khác, mà trong đó có cả Việt Nam. Và Hội đồng của Chính phủ về đầu tư trong tương lai vào tháng trước đã thảo luận về nhu cầu sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao được chuyển về Nhật Bản và sản xuất các hàng hóa khác được đa dạng hóa khắp Đông Nam Á giải ra. Thì như vậy, chiến lược không cho tất cả các quả trứng vào một giỏ của Nhật Bản bắt đầu được thực hiện. Và chuyên gia kinh tế Saiki thuộc Viện Nghiên cứu Nhật Bản cho biết như sau, sẽ có một cuộc di chuyển và chuyển đổi. Ông tiết lộ thêm rằng một số công ty Nhật Bản sản xuất hàng hóa tại Trung Quốc để xuất khẩu đang cân nhắc chuyển khỏi nước này. Và ông nói tiếp, có được ngân sách chắc chắn là sẽ động lực lớn, và các công ty chẳng hạn như các hãng sản xuất xe hơi đang sản xuất cho thị trường nội địa Trung Quốc có thể sẽ ở lại. Vì đương nhiên khi sản xuất cho thị trường Trung Quốc thì nếu sản xuất tại chỗ và tiêu thụ tại chỗ thì là điều kiện thuận lợi. Nhưng những công ty để xuất khẩu thì họ sẽ cân nhắc. Và động thái mới của Nhật Bản được cho sẽ làm nóng các cuộc tranh luận về việc công ty Nhật Bản giảm phụ thuộc trong lĩnh vực sản xuất vào Trung Quốc. Khi được hỏi về mối quan hệ song phương Trung Quốc và Nhật Bản, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết trong một cuộc họp báo vào hôm 8 tháng 4 năm 2020 tại Bắc Kinh và nói như sau, chúng tôi đang cố gắng hết sức để hồi phục kinh tế. Trong quá trình này, chúng tôi hy vọng là các quốc gia khác cũng sẽ hành động như Trung Quốc và thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo nền kinh tế thế giới và chuỗi cung ứng ít bị ảnh hưởng nhất như có thể. Đây là phát ngôn viên của Trung Quốc và họ đã nói như vậy, và có lẽ nhà cầm quyền tại Bắc Kinh cũng đang rất lo ngại về làn sóng rời khỏi Trung Quốc thời gian sắp tới. Và tại Nhật Bản và Trung Quốc là hai đối tác thương mại rất lớn của nhau và phụ thuộc vào nhau rất nhiều từ trước đến nay. Đây là hình ảnh kết quả khảo sát của Nikkei thời điểm trước khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán diễn ra cho biết 23,9% các công ty Nhật Bản được hỏi sẽ thu hẹp hoạt động sản xuất tại Trung Quốc trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Các công ty Nhật Bản từ lâu đã xây dựng một chuỗi cung ứng tại Trung Quốc với nhiều sản phẩm hoàn chỉnh được xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Nhật Bản đã giảm gần một nửa trong tháng 2 do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, đã khiến cho các nhà máy ở Trung Quốc buộc phải đóng cửa. Và điều này khiến các nhà sản xuất ở Nhật Bản thiếu các thành phần cần thiết để vận hành quy trình sản xuất. Vì như các bạn cũng đã biết, với chuỗi cung ứng toàn cầu thì mỗi nước có thể sản xuất một cái sản phẩm đơn lẻ, sau đó họ lắp ráp tại một nơi. Và khi một cái nhà máy lắp ráp mà thiếu chỉ cần một linh kiện nhỏ thì cũng không thể vận hành được cái nhà máy đó và tất cả phải đóng cửa hết. Và bên cạnh đó, Nhật Bản cũng là một nhà xuất khẩu lớn sang Trung Quốc các mặt hàng như bộ phận và hàng hóa thành phẩm một phần. Một cuộc khảo sát hồi tháng 2 tại Tokyo Shoko cho thấy 37% trong số hơn 2.600 công ty tham gia khảo sát đang đa dạng hóa mua bán đến những nơi khác ngoài Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán diễn biến ngày càng phức tạp và đã đưa đến cái chết của hơn 100.000 người trên khắp thế giới và hơn 1 triệu người lây nhiễm, và cái con số này không dừng ở đây. Và ngay trước đó, khi mà dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán chưa xuất hiện, Nike đã tiến hành khảo sát hồi tháng 9 năm 2019 với khoảng 1.000 doanh nghiệp
và quản lý cấp cao của các công ty của Nhật Bản có hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trung Quốc. Theo đó, 23,9% người trả lời cho biết công ty của họ sẽ thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại. Và đương nhiên, nhân công lao động và mức lương ở đó cũng ngày càng cao, cũng khiến cho họ cân nhắc phải chuyển nhà máy đi một nước khác mà không phải là Trung Quốc nữa. Và trên thực tế, có khá nhiều công ty Nhật Bản đã tái cơ cấu lại chuỗi cung ứng toàn cầu mà họ xây dựng trong nhiều năm qua tại Trung Quốc. Ví dụ như vào tháng 7 năm 2019, nhà sản xuất máy chơi game cầm tay Nintendo đã tìm cách dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc. Công ty Record cũng đã chuyển sản xuất nhà máy sản xuất photocopy cho thị trường Mỹ từ Trung Quốc sang Thái Lan. Công ty Kyocera đang chuyển sản xuất của Trung Quốc sang Việt Nam. Và Fast Writing, công ty sở hữu thương hiệu thời trang Uniqlo, cũng đã chuyển sản xuất tại Trung Quốc sang Việt Nam và các nước khác ở vùng Đông Nam Á. Và đương nhiên, qua những chuyển này thì các nước đó cũng sẽ có rất nhiều những điều kiện để đón nhận những cái luồng đầu tư mới từ Trung Quốc tràn sang Việt Nam và các nước khác. Nhưng liệu nhà cầm quyền tại Hà Nội có đón bắt được hay không? Đây là một câu hỏi. Và thời gian gần đây, mối quan hệ thường xuyên lạnh nhạt giữa Trung Quốc và Nhật Bản dường như có phần ấm lên, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát ở Trung Quốc. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nhật Bản Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại Sảnh, đường của Nhân dân Bắc Kinh, được chụp vào ngày 23 tháng 12 năm 2019. Theo dự kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp cao nhà nước tới Nhật Bản vào đầu tháng 4 này. Tuy nhiên, chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc tới Nhật Bản trong một thập kỷ qua đã bị hoãn lại do đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và cái ngày diễn ra chuyến thăm thay thế vẫn chưa thể sắp xếp và chưa thể lên lịch vì chưa biết đến lúc nào thì đại dịch này chấm dứt hoặc giảm đi. Trong thời điểm Trung Quốc phải vật lộn và đối phó với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lại bùng phát, Nhật Bản viện trợ ngay cho nước này khẩu trang và đồ bảo hộ. Lô hàng viện trợ từ Nhật Bản còn được gửi kèm theo một đoạn thơ cổ của Trung Quốc để thể hiện thành ý của đất nước mặt trời mọc. Nghĩa cử này của Tokyo đã nhận được lời khen ngợi từ Bắc Kinh. Tiếp đó, Trung Quốc cũng tuyên bố Avigan, một loại thuốc chống virus do công ty Nhật Bản sản xuất, là một phương pháp điều trị viêm phổi Vũ Hán hiệu quả, mặc dù loại thuốc này vẫn chưa được người Nhật chấp thuận sử dụng điều trị cho dịch bệnh này. Thì phải nói, với cái việc Trung Quốc khen ngợi và ủng hộ loại thuốc của Nhật Bản này, thì đương nhiên nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng sẽ phải có cái mắt nhìn và con mắt khác đối với Nhật Bản trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhiều người Nhật Bản đã đổ lỗi cho Trung Quốc đã có những hành động sai lầm khi dịch mới bùng phát và họ cho rằng tình hình dịch bệnh căng thẳng tại Nhật là do Thủ tướng Abe không ngăn ngay du khách Trung Quốc vào Nhật Bản sớm hơn. Thì đây là một cái điều mà báo chí tại Nhật Bản cũng đã đăng tải. Trong khi đó, các vấn đề khác gây chia rẽ giữa hai nước như tranh chấp các đảo trên biển Hoa Đông vẫn chưa có được tiếng nói đồng thuận của đôi bên. Các tàu Trung Quốc vẫn tiếp tục tuần tra quanh các đảo do Nhật đang quản lý trong suốt đại dịch. Và Nhật Bản cho biết 4 tàu Trung Quốc vào ngày 8 tháng 4 đã đi vào vùng lãnh hải của nước này. Đây là một thông báo rất đanh thép và rõ ràng, mặc dù đại dịch diễn ra nhưng Nhật Bản vẫn bảo vệ chủ quyền của mình một cách hết sức cương quyết. Trong khi đó, hãng tin quốc tế Reuters tiết lộ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Mỹ có thể ngăn chặn các công ty viễn thông như China Telecom hoạt động tại thị trường nước này vì các lý do an ninh và an toàn pháp lý. Thì điều này hoàn toàn đúng đắn, vì qua những công ty này của Trung Quốc được đầu tư tại Mỹ thì họ có thể nghe trộm, nghe lén và chuyển những thông tin quan trọng của Mỹ về Trung Quốc và đương nhiên là tình báo Trung Quốc có thể nghe được. Đây là hình ảnh China Telecom ở châu Mỹ khai trương văn phòng mới vào ngày 24 tháng 10 năm 2016. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các cơ quan chủ chốt trong chính phủ Mỹ gồm có các Bộ Tư pháp, Quốc phòng, Ngoại giao, An ninh nội địa, Thương mại và Cơ quan đại diện thương mại đã khuyến nghị Ủy ban Thông tin và Liên bang Mỹ, viết tắt là FCC, thu hồi hoặc chấm dứt hiệu lực giấy phép cấp cho chi nhánh của China Telecom ở Mỹ. Đài CNBC của Mỹ tường thuật rằng lý do được các cơ quan Mỹ nêu ra là những rủi ro an ninh quốc gia không thể chấp nhận được. Thì cũng trường hợp như vậy, chắc chắn có lẽ những cái công ty mà về truyền thông, truyền dẫn của Trung Quốc đầu tư ở các quốc gia dân chủ và tự do thì tới đây họ sẽ phải hết sức dè dặt khi cung cấp và cấp cái giấy phép đó cho Trung Quốc. Ông John Dem, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ đã nói như sau: an ninh quốc gia và sự an toàn của các dữ kiện
riêng tư nhất của chúng ta tùy thuộc vào sự lựa chọn của các đối tác tin cậy từ các nước chia sẻ các giá trị của chúng ta cũng như những hoài bão của chúng ta cho nhân loại. Hành động ngày hôm nay chỉ là một bước kế tiếp trong việc bảo đảm an ninh của các hệ thống viễn thông của Mỹ. Ông đã nói như vậy. Và các cơ quan chính phủ Mỹ nói để China Telecom tiếp cận các hoạt động sẽ phương hại tới an ninh quốc gia và việc thực thi pháp luật. Họ cáo buộc China Telecom che đậy sự thực với chính phủ và công chúng Mỹ và bày tỏ lo ngại về vai trò của Trung Quốc trong các hoạt động xấu trên mạng nhắm vào Hoa Kỳ. Mặt khác, cũng cho rằng China Telecom dễ dàng bị Bắc Kinh khai thác và gây ảnh hưởng và kiểm soát nữa. Thì đây là cái điều mà Mỹ và các nước phương Tây hết sức lo ngại và dần dần sau những cái hạn chế đối với những công ty lớn như Huawei thì bây giờ đến China Telecom cũng đang bị yêu cầu chấm dứt hoạt động tại Mỹ. Và China Telecom được đề cập ở đây là chi nhánh tại Mỹ của công ty viễn thông cùng tên thuộc sở hữu của Trung Quốc. Đây là hình ảnh bảng hiệu China Telecom, China Mobile và China Unicom tại triển lãm quốc tế Trung Quốc Thượng Hải vào ngày 5 tháng 11 năm 2018. Tập đoàn China Telecom của nhà nước Trung Quốc là nhà cung cấp dịch vụ mạng di động lớn thứ hai của Trung Quốc với một hệ thống mạng di động và băng thông rất rộng lớn. China Telecom ở châu Mỹ đã bán dịch vụ di động cho khách hàng Trung Quốc sinh sống hoặc du lịch ở Hoa Kỳ. Và tập đoàn này được FCC cấp phép hoạt động từ năm 2007, tức là cũng khá lâu rồi. Nhưng Bộ Tư pháp Mỹ nói tập đoàn này không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận hiện hành với Bộ. Và nếu làm việc ở Mỹ thì đương nhiên các công ty phải tuân thủ, còn nếu không sẽ đối diện với rất nhiều những án phạt, thậm chí là bị dừng kinh doanh. Và nếu khuyến khích và khuyến nghị giúp giấy phép của China Telecom được chấp thuận, hàng trăm triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ điện thoại di động và Internet của China Telecom có thể mất kết nối với Mỹ cũng như kết nối qua Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra khi Mỹ đang trong giai đoạn xem xét giấy phép của China Telecom và China Unicom, là hai công ty viễn thông khá lớn của Trung Quốc. Và năm ngoái, hai thượng nghị sĩ của Mỹ đã yêu cầu FCC xem xét phê duyệt China Telecom và China Unicom để cho phép hai nhà mạng này hoạt động tại Mỹ. Đây là có điều mà cái sự vận động hành lang, tức là lobby của Trung Quốc tại các nước trên thế giới ở Mỹ khá mạnh và cũng không loại trừ ở Việt Nam cũng như vậy. Vào tháng 5 năm ngoái, FCC đã bỏ phiếu nhất trí từ chối công ty trực thuộc nhà nước Trung Quốc khác là China Mobile và tuyên bố không cấp quyền cung cấp dịch vụ cho họ tại Mỹ với lý do lo ngại các rủi ro khi mà chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng nhà mạng này để đưa các hoạt động gián điệp chống lại chính phủ Mỹ. Và đương nhiên nếu họ nắm được truyền thông thì họ có thể nghe lén các cuộc gọi, các thông tin gửi qua đây, thậm chí mạng truyền dẫn Internet và tất nhiên là những cái thông tin nội bộ của nước Mỹ sẽ bị chuyển về Trung Quốc. Và lời kêu gọi đòi hủy giấy phép hoạt động của China Telecom là hoạt động và động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến thương mại mà công nghệ với Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực viễn thông hiện nay. Đây là hình ảnh văn phòng viễn thông của công ty Huawei tại California, Mỹ. Trước đó, Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách đen tập đoàn sản xuất thiết bị mạng lớn nhất thế giới là Huawei và hạn chế tập đoàn này tiếp cận công nghệ của Mỹ, tức là những công nghệ rất hiện đại. Và Mỹ cho rằng Bắc Kinh có thể dùng các thiết bị của Huawei để thu thập các tin tức tình báo đưa về Trung Quốc. Và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã lập cơ quan liên bộ để đánh giá các nguy cơ an ninh quốc gia từ các công ty viễn thông nước ngoài hoạt động tại thị trường Mỹ. Thì đương nhiên là không phải chỉ có China Telecom, còn rất nhiều những công ty khác. Mỹ là một thế giới đất nước tự do, nhưng bây giờ họ cũng phải xem xét lại những cái vấn đề mà có thể bị lợi dụng. Và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối bất kỳ hành động nào của Mỹ nhằm tước bỏ giấy phép của China Telecom cung cấp dịch vụ viễn thông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Mỹ cần ngừng việc chính trị hóa các vấn đề về kinh tế. Và cũng qua đại dịch viêm phổi Vũ Hán, các nước trên thế giới đã nhận ra sự bất an khi dồn về Trung Quốc đầu tư cũng như cho Trung Quốc đầu tư vào nước mình một cách quá thoải mái. Nó càng rủi ro hơn khi đây là một nhà nước theo thể chế của chủ nghĩa cộng sản độc tài và có thói quen bưng bít mọi thông tin cũng như đàn áp mọi tiếng nói đối lập và nhân quyền. Hàng ngàn người Trung Quốc đã tử vong vì dịch bệnh, mà đây mới chỉ là con số mà chính quyền của Trung Quốc đã đưa ra và được che giấu. Nó khác xa với những con số thực tế.
và gần nửa triệu công ty ở Trung Quốc đã phải đóng cửa, nền sản xuất bị đình trệ nghiêm trọng và đặc biệt là nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới này đã và đang và sẽ phải chứng kiến sự tháo chạy của hàng loạt các doanh nghiệp nước ngoài khỏi đây vì họ thấy quá rủi ro. Và bên cạnh đó, cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán mà bị dừng lại, thậm chí nó sẽ còn tiếp tục leo thang trong thời gian tới với việc Mỹ bắt đầu xem xét công ty China Telecom tiếp tục. Và đây cũng là một cơ hội tốt để nhà cầm quyền tại Việt Nam đón nhận các công ty sang đầu tư, nhưng hiệu quả và độ bền của tăng trưởng kinh tế cũng như sự thịnh vượng của đất nước sẽ tốt hơn nhiều khi Hà Nội dũng cảm thực hiện dân chủ hóa và tự do hóa cho trên 90 triệu người dân Việt Nam bằng bầu cử tự do. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 4 năm 2020, bản tin Nhật và Mỹ cùng lúc tấn công nền kinh tế Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de